Xin chào các bạn. Đây là cách lắp cái thép vân gỗ. Trước tiên chúng ta sẽ lắp cái đầu trên của nó về phía trước, và chúng ta sẽ lắp hai nách của nó, sẽ lắp sang hai bên. Và sau đó chúng ta sẽ bắt bằng vít tự khoan 2. Vít tự khoan 2 rất cứng và nó vừa một cái lỗ. Lắp vào nó sẽ được chắc, nó sẽ không bị mất gen. Sau đó đây là cái ngõng dưới để úp vào bàn này. Sàn chúng ta phải sát chuẩn và chúng ta sẽ hàn hai thanh sắt hai bên cho nó chắc, sao nó không bị mất gen khi cửa khi mình lắp vào lắp ra. Và đây là bàn sàn, chúng ta sẽ chỉnh tâm của nó vào chính giữa, cả trước đằng sau và cả hai cạnh. Xong chúng ta sẽ bắt vít thật chắc lại, sau đó chúng ta lắp vào bị vênh cánh sang bên nào thì chúng ta chỉnh sang tất cả mọi bên nó đều được dễ. Nếu mà chúng ta không chỉnh thế, nếu mà nó lệch về bên nào đấy chúng ta sẽ rất chìa khó để chỉnh. Ở đây là ngõng trên, chúng ta sẽ bắt cố định hai ngõng trên vào để tí nữa chúng ta sẽ bắt cái bản lề sàn ở dưới. Chúng ta sẽ dọn bản xuống bản lề dưới cả chiều ngang và chiều dọc. Các bạn lưu ý là phải dọn thật chuẩn, nếu mà không là sao là nó sẽ bên cánh này chúng ta sẽ không chỉnh được. Ở đây chúng ta sẽ vạch mực vào giữa của hai bàn lề để dọi lấy cái mực ở cái đầu bàn lề với là cái ngõ ở trong của bàn lề sàn, với lại hai cái ngõ ở trên của nó là máy dọi nó sẽ phải chung một đường thẳng cả chiều này cả chiều ngang, nên chúng ta phải dọi theo cái trục ở trên với cái dưới của nó sẽ phải thẳng nhau. Sau đó chúng ta sẽ vạch mực vào bản lề và chúng ta sẽ cắt theo mực này. Khi chúng ta cắt xong, chúng ta sẽ lấy xi măng cắt trộn và chúng ta sẽ chôn xuống nền và để cho nó khô cứng. Thì đã khô, chúng ta sẽ lắp cánh. Chúng ta lắp cánh của nó này, chúng ta không cần cho kính bộ, chúng ta lắp khung. Khi nào được chúng ta cho kính vào nó sẽ không bị nặng, mà chúng ta dây chỉnh và dễ nhấc ra hoặc là lắp nó vào. Khi bàn lề đặt chân ở giữa, chúng ta chỉnh sang các cạnh là rất dễ. Và sau đó chúng ta lắp, bây giờ hoàn thiện rồi sẽ lắp kính sau. Nhưng đã lắp kính xong nữa là hoàn thiện cửa. Quan trọng nhất là bàn lề sàn này, các bạn phải lưu ý là dõi ngõ với cả bàn lề là chung một đường thẳng với nhau, cả chiều ngang đến chiều dọc, thì cái cánh nó sẽ không vênh, không cánh sẽ bị vênh cánh sau, chúng ta chỉnh sẽ rất chi là khó chỉnh.